câu chuyện tâm sự của cặp mẹ chồng nàng dâu Mộng Lan Hoài Di trong chương trình Cùng Tên để lại nhiều cảm xúc đặc biệt. Chồng sắp cưới của Di từng có mối tình kéo dài 5 năm, bà Lan lại quý cô gái đó như con ruột. Trong khoảng thời gian nửa năm con trai và cô này tạm xa nhau, bà luôn khuyên hai người tái hợp. Trong lòng tôi lúc nào cũng nghĩ cô đó là con gái của tôi. Không bao giờ tôi quên được kỷ niệm mẹ con ở bình thường với nhau. Nhưng khi tôi gặp Di, tôi cũng yêu đương Di sao như cô đó, tại vì Di có rất nhiều điểm dễ yêu đương. Tôi rất khó xử, khi đó tôi để con trai tự quyết định. Cuối cùng trí cậu con trai, nói con phù hợp với Di, tôi đành chấp nhận khuyên cô kia về lập gia đình. Khi con lấy chồng, mẹ thế hệ dám cưới bà xã cho trí thì đúng, tôi thực hiện, bà Lan xúc động kể lại. Khi hay chuyện, chị Di rất buồn. Con cũng đã nghĩ tới việc chia tay. Con về quê luôn, không muốn liên lạc gì hết nữa. Ở nhà mẹ con cấm luôn, không cho nghe điện thoại hay bất kỳ thứ gì hết. Lúc đó, mẹ con với mẹ anh Trí xung đột. Con khóc suốt, chị tâm sự. Thế nhưng sau đó, quyết định chấm dứt khoát của anh Trí khiến chị Di dần lấy lại tinh thần. Anh ấy yêu đương đó. Anh đã lựa chọn con, chứ anh ấy cũng khổ tâm lắm. Chị tỏ ý thấu hiểu cho người chơi đời. Vượt qua thời điểm khó khăn đó, chị Di về làm dâu và được mẹ chồng hết mực yêu đương. Bà Lan thậm chí còn tận tay mua y phục ngủ để con dâu gần gũi với chồng. Mẹ chồng chờ người yêu cũ của con trai đi lấy chồng thế hệ cưới bà xã cho con.